Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng các anh em đã trở lại với kênh của tôi. Tôi là Lâm Yêu Hòa và đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Và hôm nay đã là ngày 28 Tết rồi. Vậy là còn đúng khoảng một ngày nữa chúng ta sẽ đón một cái Tết của năm mới, năm 2024 là năm Giáp Thìn. Hôm nay tôi sẽ làm một clip, tôi sẽ tổng kết lại những cái món sản phẩm tôi đã sưu tập vào năm 2023, tức là năm Quý Mão nha các bạn. Nào, còn chờ gì nữa, chúng ta vào clip thôi. Trong năm 2023, tức là năm Quý Mão, tôi đã sưu tập tổng cộng 10 sản phẩm đồ chơi có Trung Quốc và cũng có Bandai luôn nha các bạn ha. Và tôi sẽ chia ra thành 3 thể loại để dễ nói với các bạn ha. Tôi sẽ chia làm 3 loại. Thứ nhất là sưu tập về mô hình hợp thể. Cái hai là sưu tập về mô hình siêu nhân. Cái thứ ba là sưu tập về các công cụ chiến đấu của các siêu nhân của chúng ta. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào từng thể loại nha các bạn. Về thể loại mô hình công cụ chiến đấu của các siêu nhân, trong năm 2023 tôi đã sưu tập được cái công cụ này đây các bạn. Đây là công cụ chiến đấu cơ bản của ba chiến binh siêu nhân đặc mệnh Gobaster của chúng ta, có tên là thanh kiếm ống dòm đặc mệnh Gobaster, hay với cái tên gốc là Shogun Blade nha các bạn. Đây đó. Và cái món sản phẩm này tôi cũng đã làm một clip rất là kỹ càng ha các bạn ha. Các bạn nào chưa xem có thể nhấn vào cái link ở phía bên, ở phía dưới các bạn, ở phía dưới phần comment á, tôi có để cái link á. Các bạn nào chưa xem có thể nhấn vào để xem lại nha các bạn. Thì cái món sản phẩm này nè, nó có một cái điều đặc biệt là có thể chuyển thành hai dạng. Dạng thứ nhất là dạng quan sát hay là dạng ống dòm nha các bạn. Và dạng thứ hai đó chính là dạng cận chiến nha. Đây, khớp rất là chắc nha các bạn. Tôi chuyển cho bạn xem nè. Ấn cái nút này nè, để lên, ấn cái nút này để lên, để cái này ra các bạn ha. Đó, chúng ta có một cái cận chiến, đó là kiếm ngắn nha các bạn. Và món sản phẩm này có âm thanh và ánh sáng luôn nha các bạn. Đó, đó. Đây, bấm cái nút này nè các bạn. Đó. Ồ, hên quá, nó hết rồi các bạn ơi. Đó, nó rất là giống trong phim nha các bạn. Từ màu sắc, còn hình dạng thì nó không có giống nha các bạn. Hình dạng này không phải tỷ lệ 1:1 các bạn nha. Rồi, thì đó là ưu điểm. Còn nhược điểm, các bạn biết rằng tôi cũng đã nói ha, cái con này á, âm thanh ánh sáng, âm thanh thì to rõ, còn ánh sáng á thì nó rất là rõ nét ha. Nhưng mà có một điều các bạn, các bạn mà để lâu á, nó sẽ bị âm thanh nó sẽ bị chập chờn và đèn nó cũng chớp nháy liên tục luôn các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thấy khi mà các bạn bấm công tắc ở đây, phải là cái đèn bên đây nó sẽ sáng lên đúng không? Cái thanh này nè các bạn, cấu tạo gồm 1, 2, 3, 3 phần nó gắp lại với nhau, các bạn mới bẻ lên bẻ xuống được. Do vậy khi mà các bạn mà gắp liên tục, các bạn bẻ lên bẻ xuống liên tục, thì có phải là dây điện ở trong nó bị ảnh hưởng không? Mà khi dây điện ở trong bị ảnh hưởng, nó sẽ làm cho món đồ chơi của chúng ta sẽ bị chập chờn nha các bạn. Hư thì nó không hư đâu, nhưng mà cái âm thanh nghe nó rè lắm bạn. Đó, đó là cái nhược điểm ha các bạn ha. Đấy. Còn về phần sưu tập mô hình thì trong năm 2023 tôi sưu tập được 2 mô hình nha các bạn. Đây, đây là mô hình Kamen Rider Ryuki Survive. Còn đây là mô hình siêu nhân kỵ sĩ lông đỏ nha các bạn. Đấy. Trong phần viên siêu nhân kỵ sĩ lông sản xuất năm 2019 nha các bạn ha. Thì con này là dòng Judo nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy nè, đây là dòng Judo.
dòng judo nha các bạn. Thì cái dòng này nó có một cái đặc điểm các bạn là nó sẽ có thể tạo nhiều kiểu dáng nha các bạn. Nói trắng ra là nó có nhiều khớp á. Đó, nè, khớp tay nè các bạn. Khớp tay nè, xoay qua xoay lại ha. Đó, bẻ qua bẻ lại được luôn. Đó, tạo rất là nhiều kiểu dáng nha các bạn. Và rất là nhiều những bộ phận nâng cấp nha các bạn. Đó, bẻ qua bẻ lại. Đó, nó có thể tạo nhiều kiểu dáng và nó có công cụ chiến đấu ha. Đây, để lên cho các bạn xem. Đó, để vô ha. Đó, công cụ chiến đấu nè. Đó, rất là đẹp ha các bạn. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm á các bạn, đó chính là khi mà các bạn tạo nhiều kiểu dáng, các bạn bẻ lên bẻ xuống nhiều quá các bạn, thì nó sẽ bị lờn khớp nha các bạn, lỏng khớp á. Tại vì khớp này là khớp trơn mà. Đó, khớp trơn á, các bạn bẻ lên bẻ xuống nhiều lần, tạo nhiều kiểu dáng quá các bạn, nó sẽ bị lỏng nha. Đó, đây là con mô hình Kamen Rider Ryuki Survive nha các bạn. Đó, thì các bạn nhìn vô các bạn thấy nè, rất là chi tiết và màu sắc rất là giống trong phim nha các bạn. Đó, nè các bạn nhìn nè, cực kỳ giống luôn. Từ thắt lưng nè các bạn, từ cái ngón tay nè các bạn. Đó, ngón tay ha, từ đôi dài và từng cái hoa văn nha, cực kỳ giống luôn. Ở phía sau y chang luôn các bạn, cũng rất là đẹp ha, cũng rất là giống trong phim luôn, y chang trong phim luôn các bạn. Và con này được làm 100% từ nhựa dẻo nha các bạn, 100% từ nhựa dẻo, các bạn có thể banh ra. Đó, có thể bẻ qua bẻ lại ha. Và con này biên độ dao động chỉ có hai cánh tay thôi các bạn, chỉ đưa lên đó, đưa xuống quay sau vậy thôi ha. Đó, chơi nó hơi chán ha. Và món sản phẩm mà tôi sưu tập được vào năm 2023 tiếp theo đó chính là hợp thể thần biển kỵ sĩ lòng, hay còn được gọi với cái tên gốc là Kishiryu Netin nha các bạn ha. Đây, phía bên tay phải á, là cái hộp đựng sản phẩm nha các bạn. Còn đây chính là sản phẩm của chúng ta nè. Đây, đó. Các bạn nhìn vô các bạn thấy á, là hợp thể rất là cân đối ha các bạn. Hai tay hai chân rất là cân đối. Đó. Màu sắc rất là giống trong phim. Và khớp cực kỳ chắc chắn nha các bạn. Đó, cực kỳ chắc chắn các bạn ha. Đó, cực kỳ chắc chắn. Tuy nhiên các bạn, cái cách ráp của cái con hợp thể này nè, các bạn chỉ cần 5 giây là các bạn có thể ráp được cái hợp thể này ha. Nó cực kỳ là đơn giản luôn, không hề phức tạp luôn các bạn. Đó, do vậy nó tạo cho mình một cái cảm giác là ráp rất là chán các bạn ha. Ừ, cực kỳ chán luôn. Đó, do vậy nếu mà các bạn không muốn chán, các bạn phải mua thêm nữa. Mua thêm con gì? Mua thêm con Dime Volcano nha các bạn ha. Cái con mà khủng long màu cam á. Hồi lúc á, tôi có một cái clip review rất là chi tiết, rất là kỹ về cái món sản phẩm thần biển kỵ sĩ long này ha. Các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể nhấn vào cái link ở phía dưới phần bình luận của tôi nha các bạn, để xem lại ha. Do cái clip này là tổng kết, tôi chỉ nói sơ lại thôi. Trước mắt các bạn là 4 hợp thể mà tôi không thực hiện clip review nha các bạn, tôi chỉ thực hiện clip rap thôi nha các bạn ha. Đó, gồm có hợp thể xe lửa cứu hộ Gogo V nha các bạn, và con thứ hai là con người máy đặc nhiệm DK, và con thứ ba là con tình thú phượng hoàng nha các bạn. Con này, con mà hợp thể xe lửa cứu hộ á, có tên gốc là Runliner nha. Con người máy đặc nhiệm DK có tên gốc đó là DK Gobo nha các bạn, và con tình thú phượng hoàng có tên gốc là Ginga Phoenix nha các bạn ha. Đó, thì cái con mà xe lửa cứu hộ các bạn, nó cao các bạn, gấp đôi hai con này luôn các bạn. Hai con này đứng lên mới bằng chiều cao của con xe lửa nha các bạn ha. Tại vì các bạn thấy nó bự á, là bởi vì sao các bạn? Bởi vì cái con này trong phim các bạn, nó sẽ vận chuyển những cái cỗ máy cứu hộ ha, của 5 chiến binh siêu nhân
nó vận chuyển luôn, nên nó bự nó mới chứa được. Còn con đề cao Gobo các bạn thì thường á, các bạn chơi, các bạn những anh em nào mà đã từng sở hữu con này á thì các anh em cũng đã biết rồi ha, con này hay bị hư âm thanh lắm đó nha các bạn, bị hư âm thanh, hoặc nếu mà không hư thì cái ánh sáng các bạn nó chập chờn nè, còn âm thanh thì nó cứ rè rè các bạn, cực kỳ dễ hư luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái bộ mạch các bạn, bộ mạch chủ á, nó ở trong cái xe số 1 các bạn, cái xe mà DK số 1 á đó, thì thường nó là trung tâm vật chủ ha. Khi mà bạn bấm vô cái nút thì đó, nó sẽ mới tản ra cái ngực với lại hai cái chân sau, nó mới sáng đèn lên đó. Hư con số 1 là hư hết luôn các bạn ha. À, còn cái con tinh thú phượng hoàng các bạn đa số làm bằng kim loại, các bạn cầm lên các bạn rất là nặng tay nha các bạn. Các bạn cầm con DK Gobo á, nó rất là nhẹ hơn con này nhiều ha, mà trong khi đó cái form các bạn, con này nó sẽ thon hơn các bạn ha. Đây, đó, nó sẽ thon hơn nhưng mà cầm rất là nặng tay ha, rất là mát tay luôn, tại vì hai cái chân các bạn là có kim loại nha các bạn. Và con này nó có một cái chức năng mà tôi cũng rất là thích ha, nó có thể là phóng cái tay ra nè các bạn. Đây, các bạn cầm ở đây nè, các bạn cầm ở đây, các bạn phóng, bấm nút nó sẽ phóng hai cái tay nó ra ha. Đó nè, đó. Và món sản phẩm thứ 8 và thứ 9 mà tôi đã sưu tập được vào năm 2023 đó chính là con hợp thể bách thú gầu vua phiên bản Hàn Quốc nha các bạn. Và hợp thể bách thú gào cơ bắp phiên bản Hàn Quốc, tôi đã từng có hai cái clip review rất là chi tiết về hai cái món sản phẩm hợp thể này các bạn ha. Các bạn nào chưa xem có thể nhấn vào cái link ở phía dưới phần comment nha các bạn. Thì do các bạn con hợp thể bách thú gào cơ bắp đó các bạn, cái phần chân ở dưới á cũng là con đại bàng và con bò tót ha. Đó, còn hai con gấu đó các bạn là tôi đã gửi đi tôi sửa rồi, nên hiện tại á, không có mặt ở trong cái clip này các bạn ha, nhưng mà tổng thể nó cũng giống giống nhau mà các bạn. Khi nói về dòng sản phẩm mà bách thú gao này nè các bạn, thì chúng ta khỏi cần bàn cãi về độ chất và độ đẹp của từng siêu thú riêng lẻ nói chung và tất cả hợp thể nói riêng nha các bạn. Thì trước mắt các bạn là con bách thú gao vua nha các bạn. Đây là hợp thể chính của dòng phiên siêu nhân gao nha các bạn. Đó. Thì các bạn nhìn thấy á, hợp thể rất là cân đối ha, hai tay bằng nhau, hai chân nó cũng đối xứng với nhau luôn. Đó. Và phần đầu các bạn y như là con robot đang đeo một cái vương miện này ha các bạn. Đó. Thì khớp á cực kỳ chắc nha các bạn. Các bạn thấy nghe tiếng đúng không? Nè, các bạn thấy nè, nghe tiếng. Đó, cực kỳ đã ha, tiếng cực kỳ đã ha. Tuy nhiên đây là phiên bản Hàn Quốc, thì lúc tôi cũng đã nói ha, phiên bản Hàn Quốc đó các bạn, cái chân bò tót đó các bạn, đây tôi cho các bạn xem cái chân bò tót đó các bạn, thì nó rất là lỏng le ha, nó không có banh ra. Thì mà đang để lên nè, nó rất là lỏng le nha các bạn. Đó. Rồi con bò tót ha, tới cái con cọp đó các bạn, gao cọp á, thì các bạn biết á, cái con cọp á các bạn, thì cái phần chân á, cái phần bàn chân á, nó được làm từ nhựa cứng. Mà thường các bạn, cái bàn chân á, khi mà các bạn ráp á, thì cái bàn chân nó sẽ bị ráp nhiều nhất, nó sẽ bị bẻ qua bẻ lại nhiều nhất ha các bạn. Mà thường á, bẻ nhiều như vậy nó sẽ gây nên một cái hiện tượng là nó sẽ gãy nha. Thường thường á, nếu mà những cái phần dễ gãy, chúng nhà sản xuất sẽ làm bằng kim loại nha. Nhưng mà hiện tại phiên bản hàng các bạn, cái chân cọp này nè, cái chân cọp này nè sẽ làm bằng nhựa. Nhựa thì thường nó hay bị gãy lắm các bạn, thật đó. Đó là cái điểm yếu của nó ha. Về cái phần mà gao khỉ đột này nè các bạn, gao khỉ đột nè, các bạn thấy màu sắc cũng y chang trong phim luôn nha các bạn. Đó, rất là cân đối ha. Đó, và cái mặt của hợp thể cũng vậy các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đây, các bạn thấy nè. Đó, các bạn thấy cực kỳ đẹp luôn ha các bạn. Đó. Và nó sẽ có cái sừng ha, cái sừng mà rơm á các bạn.
Đó. Nhưng mà nó có một cái điểm mà tôi không thích, đó chính là cái phần này đó bạn. Cái phần này nó cũng làm bằng nhựa luôn. Thì khi mà các bạn để đại bàng vô các bạn, các bạn phải để ngay nha, các bạn không để ngay, các bạn ấn vô là nó gãy phần này nữa bạn. Nó thường nó sẽ gãy cái phần này nha. Đó, thường thường anh em chơi mà mô hình ở trên mấy cái group đó các bạn, người ta hay chia sẻ về cái này đó. Ừ, cái phần này nó hay cực kỳ dễ bị gãy nha các bạn. Đấy. Cái món sản phẩm cuối cùng mà tôi đã sưu tập được vào năm 2023 đó chính là con này đây các bạn à, con bách thú gao sư tử bự hàng Trung Quốc F1 đời đầu nha các bạn ha. Cũng giống như cái tựa của cái clip tổng kết này, đó chính là mảnh ghép tuổi thơ. Thì những anh em nào mà đã theo dõi cái kênh YouTube của tôi á lâu rồi các bạn, thì các bạn sẽ biết rằng á tôi thường tâm sự ở trên clip á, ở thời tuổi thơ của tôi á các bạn. Tôi đã sưu tập một số cái bách thú gao đời đầu F1 ha. Đó. Có gao vua có nè, có gao cơ bắp F1 cũng có nè, gao thợ săn F1 tôi cũng đã có luôn, và những con gao còn lại tôi cầm, tôi nắm, tôi mượn bạn, tôi ráp các bạn. Đó, tôi cũng đã trải nghiệm hết rồi, nhưng riêng chỉ có con gao bách thú sư tử bự này nè các bạn, tôi chưa hề cầm, tôi nắm, tôi ráp các bạn. Tại vì vào cái thời gian đó các bạn là siêu nhân gao cũng đã cái sự nổi tiếng nó cũng đã giảm bớt rồi, nó cũng bớt nổi rồi, nên những cái con mà sư tử bự á bạn tôi không có mua, nên tôi không có mượn, tôi ráp, tôi cầm, tôi nắm được nha các bạn. Đó, đó là cái nói chung á, là cái mảnh ghép còn thiếu các bạn, mảnh ghép còn thiếu của tôi á, tôi chưa có trải nghiệm đủ ha. Đó, và đến năm 2023 nè, đó tôi mới mua được cái con này nha các bạn. Đó, tôi mới có duyên á, tôi mua được con này. Thì tiếc rằng á, cái món sản phẩm này nè các bạn bị thiếu hai phần ha. Thứ nhất là thiếu cái nắp lưng nha các bạn, cái nắp lưng á. Cái thứ hai đó chính là nó thiếu cái đuôi bằng sau đó các bạn, cái đuôi bằng nhiều dẻo ha. Đó, thì cái con này thì khỏi cái gì phải nói rồi, thì màu sắc cực kỳ giống trong phim nha các bạn. Con này là cũng hư âm thanh này, không có âm thanh luôn. Đó, hai con mắt các bạn thấy nè, hai con mắt là đèn led đó các bạn, nhưng mà đã hư âm thanh rồi ha. Và khớp á thì nó cũng tương đối chắc các bạn. Đó, nó không có lỏng ha, và con này có thể đứng bằng hai cái chân sau nha các bạn. Đó, khớp nè. Đó. Đây, tôi để đứng cho các bạn. Đây, đó. Đó, các bạn thấy không? Nè, đó. Con sư tử này nó có thể đứng bằng hai chân nè. Đó. Cực kỳ chắc chắn các bạn ha. Đó, không cắt ghép, không gì luôn các bạn. Và đó là những món sản phẩm mà tôi đã sưu tập trong năm 2023. Còn các bạn trong năm 2023 đã sưu tập những sản phẩm yêu thích nào chưa? Hãy tâm sự cho tôi biết ở phía dưới phần comment nhé. Năm cũ Quý Mão bước sang năm mới Giáp Thìn 2024. Tôi Lâm Y Hòa xin chúc cho các bạn đang xem clip giải trí của tôi nói chung, và các anh em đam mê sưu tập mô hình nói riêng, có một cái Tết ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân, gia đình và bạn bè nha. Và đặc biệt các anh em sưu tập chuyên nghiệp năm sau sẽ mua được những cái món mà mình còn thiếu nhé. Bye bye, surprise, năm sau gặp lại các bạn nhé. Chúc mừng năm mới.